Xin chào mọi người Hôm nay Toàn Đồng đang chuẩn bị mô hình cho cái khóa học ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 Và tranh thủ mình sẽ làm một video chia sẻ cho mọi người một cái cách kiểm tra hệ thống khóa thông minh Cụ thể đối với dòng xe AB Elite Vision thì cái chất lượng nút đề này nó cực kỳ là kém Nó phải đảm nhiệm nhiệm vụ là đánh thức SU để hoạt động cái bộ khóa điện và nó cũng đảm nhiệm là đóng mạch để cấp tín hiệu đề và nút đề thường xuyên bị hỏng vậy thì mình sẽ có một cách để mình kiểm tra cái nút đề là có bị hỏng hay là tại đường dây hay là tại hỏng SU nhé khi hỏng nút đề thì chúng ta kích vào đây thì đương nhiên là sẽ không có phản hồi gì ở trên cái đèn báo chìa khóa ở Tableau lô đúng không thì đương nhiên là không bật được khóa thông minh lên rồi vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra nút đề hỏng hay không bằng cách là chúng ta giữ chặt vào nút đề chúng ta giữ chặt vào nha nếu nút đề tốt thì cái cái đèn báo chìa khóa trên tắp đô sẽ phải nhấp nháy như thế này và chúng ta bấm thêm một lần nữa thì cái chìa khóa cái biểu tượng chìa khóa trên tắp đô nó sẽ đơ đó nó sẽ nháy như vậy nhá tức là lúc này chúng ta chuyển sang cái chế độ mở khóa khẩn cấp đấy rồi giữ chặt một lần nữa nó sẽ ẩn đi rồi vậy suy ra là nút đề tốt nút đề của chúng ta là tốt còn chúng ta giữ mà nó không có phản hồi thì một nút đề hỏng hai này bị đứt dây thì phạm vi nó sẽ rộng hơn. Tiếp tục chúng ta cầm cái remote, chúng ta bấm vào nút tìm xe. Rồi, như vậy chúng ta thấy là cái hệ thống tìm xe có phản hồi đúng không? Đấy, nó có phản hồi lại. Vậy suy ra là nguồn điều khiển tới SU là tốt. Nguồn điều khiển tới SU là tốt, đủ âm đủ dương và hiện tại là SU có nhận được sóng của remote. Còn cụ thể là chức năng điều khiển đánh thức rồi là điều khiển S, hệ thống ổ khóa có tốt hay không thì chúng ta phải tháo yếm mau ra nhìn đường dây dọa đã thì lúc đó mới kết luận tiếp được nha vậy chúng ta chỉ kết luận hai điều lút đề tốt và hệ thống SU có nguồn đà và nó đang hoạt động bình thường và tiếp theo một cái một cái bài thứ hai là chúng ta kiểm tra cái cuộn dây cuộn dây từ ở trên cái lúm khóa này nó có tốt hay không vì nếu chúng ta đánh thức được su hệ thống hóa thông minh có phản hồi nhưng chúng ta không vặn được lên vậy một ở đây một trường hợp là chính cái cuộn từ nó hỏng hai là đứt dây và ba là cái su nó không cấp điện tới cuộn từ để quận từ giải phóng lúng khóa. Vậy chúng ta sẽ đo như sau. Kiểm tra cuộn dây ở trong khóa thì chúng ta rút SU ra, nhìn vào chân cắm thì chúng ta sẽ thấy là có hai dây màu đen xì. Đó là chân A1 và chân A9 theo như sơ đồ tra cứu. Thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ điện tử Victor chúng ta đo hai chân này với nhau chúng ta sử dụng chân kim chúng ta chọc vào đây để đo chân A1 và chân A9 và duy nhất chỉ có hai dây đó là dây đen xì đo dây nào với que nào cũng được đồng hồ điện tử chúng ta để thang đo 200 ohm thì kết quả đo sẽ là trong khoảng 11 tới 12 ohm 11 tới 12 ohm và thậm chí 13 ohm thì chứng tỏ là cuộn dây tốt đây là hai que đo mình sử dụng hai kẹp cá sấu để đưa cái chân kim nhỏ cắm vào đây cho nó dễ rồi kết luận 11,5 ôm vậy suy ra đường dây từ rác cắm nên cái quận từ trong ổ khóa là tốt vậy mà đánh thức được khóa nhưng không vặn được lúm chứng tỏ su hỏng không cấp nguồn ra lui cái quận từ vậy thay su ok như vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người cách kiểm tra quận từ trong su trong trường hợp đánh thức được nhưng mà không vặn lúm khóa lên được và chia sẻ cách kiểm tra lút đề này còn tốt hay là không mọi chi tiết mọi người xin liên hệ số điện thoại là 0904566844 số sử dụng zalo luôn à, mình là toàn an đông ở à, trung tâm đào tạo kỹ thuật xe điện tử cao cấp ở à, mình cũng là đại lý cung cấp à, tất cả các máy móc chuẩn đoán trên thị trường à, phân khúc mt 100P phân khúc máy Smartun, Motoken 7 Motoken Tab đây là sản phẩm mới ra mắt Đấy, đang sừng sỏ trên thị trường nhé và bản Motoken CE bản tiết kiệm nhưng mà dùng thì cực kỳ sướng cực kỳ ngon luôn nó chỉ khác một tí là thay đổi màu sắc và nó thiếu chức năng mở tua thiếu chức năng mở tua thế còn muốn làm ô đô thì mua thêm cáp trị giá 2 triệu còn không có thì chúng ta dùng cái bản này thiếu ô đô thì nó sẽ là 7 triệu 800. Sách hướng dẫn sử dụng, tặng app tra cứu tài liệu. Motoken 7 thì có giá là 16 triệu 800. Cũng tặng app tra cứu tài liệu đi theo hướng dẫn sử dụng nhé. Motoken Tab cũng vậy, có giá là 22 triệu 300, cũng tặng app tra cứu tài liệu. Smart tool smartphone thì cái app của nó là miễn phí không uh, mất tiền không mua máy vẫn cứ tải về được giá bản mới nhất bản phân đầy đủ là 16 triệu uh, à quên 15 triệu 800 bản phân chức năng cả mở tua sản phẩm quen thuộc thân thiện với người dùng 70 80 phần trăm thợ mình đang xài đó là mt100p giá 12 triệu phiên bản 7.0 hiện tại sản xuất tháng 2 năm 2021 có giá là 12 triệu và cũng tặng cho một áp tra cứu tài liệu tặng áp tra cứu đi theo tài liệu thông số mẫu hướng dẫn sử dụng và tất cả những cái máy móc này đều tham gia chương trình đào tạo nâng cao tay nghề ở trong khóa học anh em xuống học nâng cao tay nghề nâng cao xe đời mới thì sẽ được học tất cả các máy này Ai đã có máy MT rồi thì sẽ được giao một máy MT riêng để sử dụng cho quen. Còn ai chưa có máy thì có thể lựa chọn tất cả các sản phẩm để dùng để trải nghiệm, phù hợp và thích thú với dòng sản phẩm nào thì chúng ta sẽ mua cái sản phẩm đó sau này về phục vụ công việc của mình. Rồi, video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả mọi người.